Vâng, em xin chào các bác. Đây nha, em lại có một cái đôi loa 4 đường tiếng nữa cho những bác nào mà đang cần loa 4 đường tiếng nhá. Đây, ba trước và một sau thành 4 đường tiếng. Đấy, tuy nhiên thì con này bình thường ra là em bán là 3 triệu rưỡi ấy, nhưng mà con này thì thôi em bán xả thanh lý nhanh nhá. Con này hàng nó về do vận chuyển nhá, do vận chuyển. Này. Do vận chuyển nên một vài chỗ đây nó hơi bị ấy này. Thì các bác về các bác có thể là ấy lại nhá. Còn ở đây nhà em là không mông má nên là có sai bán vậy luôn. Những con này em bán lỗ luôn cho các bác nào cần nhá. Đấy. Bác nào mà chỉ cần hình thức chỉ cần chất âm hay mà hình thức nó có thể nó hơi kém một tí mình chấp nhận được thì mình lấy những con này tuyệt vời luôn nhá. Con này thì hình thức nó hơi kém một tí ở mấy cái chỗ này thôi. Còn lại cũng rất là ok nhá. Đấy. Đền ông. Đấy. Đây là một cặp loa của Đền ông. Nó có mã là con USCM50 các anh nhá. M50 đấy. Sở hữu hai bát, một bát trước, một bát sau. Đấy, một bát sau nó để nó mình sẽ để gần tường và nó sẽ phản xạ vào tường tạo ra âm súp nhá. Đấy. Và một chung một tép. Đấy, một bát ở đằng trước mặt. Đấy, nó tạo thành hệ thống 4 đường tiếng. Nghe rất là phê của Đền ông luôn. Đấy. Con này nó về thì nói chung là hình thức của nó có một vài chỗ nó không đẹp. Xấu. Do vận chuyển. Đấy, nó bị cà và nó bị ấy mất. Thì nguyên bản con này là bên em đặt ở bên kia về rất đẹp. Đấy, tuy nhiên thì không may thì là vận chuyển nó bị làm xước thì thôi, bán rẻ vậy. Mình chả biết làm nào, thôi bán xả thanh lý con này nhá. Đấy, con này thì bình thường là 3 triệu rưỡi thì hôm nay em bán xả với giá là chỉ có 1 triệu 890 nghìn thôi. Thì bác nào mà đang có nhu cầu mua thì báo cho em nhá. 1 triệu 890 nghìn đồng nhá. Đây. Đấy. Công suất của loa là 100W thì khoảng 6 ohm này. Đấy, hệ thống 3 loa ở đằng trước và một loa đằng sau là thành tạo thành hệ thống 4 đường tiếng nhá. Đấy, đề nông USCM50 1 triệu 890 nghìn đồng. Bán xả gần lỗ một nửa rồi. Bác nào đấy thì báo cho nhà em. Đặt hàng theo số điện thoại là 0966 594581 hoặc là 0979 891682 các bác nhé. Xin chào mọi người ạ.